Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang cùng theo dõi trang truyền hình địa phương phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trang của thị xã Hương Trà số tháng 9 này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những phóng sự đề cập đến các vấn đề sau. Rà soát, xây dựng các phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai sát với thực tế địa phương. Nhiệm vụ đang được các cấp chính quyền ở Hương Trà triển khai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra. Với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mặt trận các cấp và các tổ chức đoàn thể ở Hương Trà phát huy vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy thực tế mưa bão không gây ảnh hưởng nhiều, nhưng việc sạt trượt núi, lở đất mới là nguyên nhân chính gây thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, bão lụt như hiện nay, thì việc chủ động rà soát, xây dựng các phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai sát với tình hình thực tế địa phương sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra. Ghi nhận của phóng viên tại các địa phương của thị xã Hương Trà. Bình Tiến và Bình Thành là hai trong số ba xã vùng núi của thị xã Hương Trà. Với đặc thù địa hình khá phức tạp, có độ dốc cao và nhiều sông suối bao bọc, nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất khi xảy ra mưa bão. Cụ thể, năm 2023 đã từng xảy ra hai vụ sạt lở đất tại hai địa phương này. Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng vấn đề sạt lở luôn là nỗi lo lắng không chỉ đối với người dân mà còn đối với cấp ủy, chính quyền. Chính vì vậy, bước vào mùa mưa bão năm nay, chính quyền ở các xã vùng núi Hương Trà đã xây dựng chi tiết các phương án ứng phó với từng loại thiên tai. Trong đó đặc biệt chú trọng phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất theo phương châm 4 tại chỗ, lấy phòng là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Trước cái mùa mưa bão thì địa phương chủ trọng công tác tuyên truyền thì qua nhiều hình thức như trên hệ thống truyền thanh rồi qua các cuộc họp thôn thì tuyên truyền về cái kỹ năng phòng chống ứng phó với các cái thời tiết khắc nghiệt. Địa phương đã rà soát các cái hồ có nguy cơ ở các cái vùng triền núi có nguy cơ sạt lở cũng như là các hồ mà ở vùng thấp trũng có khả năng là bị lũ quét thì địa phương đã có cái phương án di dời và chuyển đến những cái vùng an toàn. Với cái phương châm của địa phương đó là chủ động và không để thiệt hại về người và tài sản của người dân. Thì chúng tôi đã có cái là kế hoạch để có di dời 10 hộ ở khu vực mà của quốc lộ 49 thì là có 5 hộ ở sát với là cái đồi Behem. Mà cái này là nguy cơ cao nhất trong cái mùa mưa bão. Cái thứ hai nữa là ở thôn Mường Hòn, họ cũng ở dưới cái chân đồi, nhưng mà đồi hẳn không chưa cao, nhưng mà cũng có cái nguy cơ để sạt lở. Thì là cũng có 5 hộ, thì như vậy là 10 hộ. Thì trong cái kế hoạch để di dời dân, thì chúng tôi đã có cái kế hoạch cụ thể là hàng năm và tới cái mùa mưa bão thì vừa tuyên truyền với nhân dân. Cái thứ hai nữa thì là có mưa mà hơi kéo dài, thì chúng tôi phải trực tiếp để các hộ đó, nhất là bấn đê, rồi là để di dời cho hộ dân tại nơi an toàn. Với những xã vùng đồng bằng như Hương Toàn, không đối mặt với nỗi lo sạt lở đồi núi, nhưng lại đối mặt với nỗi lo ngập lụt, sạt lở đối với những vùng thấp trũng ven sông bồ. Chính vì vậy, trong những ngày vừa qua, các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã và tổ xung kích phòng chống thiên tai ở các thôn đã chủ động đi khảo sát, nắm tình hình và lập danh sách từng hộ gia đình có khả năng ảnh hưởng của từng loại hình thiên tai, qua đó xây dựng kịch bản phương án ứng phó trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, củng cố kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã, của thôn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, công tác hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ. Chính quyền xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin diễn biến tình hình bão lụt, giúp người dân chủ động nắm bắt thông tin và ứng phó kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Vào mưa lụt, gia đình tôi sinh sống trên chiếc ghe này không đảm bảo an toàn, được chính quyền đoàn thể tuyên truyền vận động di dời để tiếp để nơi an toàn. Gia đình tôi luôn luôn chấp hành nghiêm túc để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, ngay từ đầu năm, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã chỉ đạo các xã phường chủ động xây dựng các phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai và sát với tình hình thực tế của địa phương. Đến nay, thị xã cũng đã hoàn thành phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai,
Cùng với đó là chuẩn bị đầy đủ các phương án về lực lượng, phương tiện, hậu cần, sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thị xã đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với phương châm là 3 sẵn sàng và 4 tại chỗ. Và lấy công tác phòng là chính, từ ứng phó đến hành động sớm nhằm hạn chế những thiệt hại mức thấp nhất về người và tài sản. Và tăng cường cái công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết để sớm có cái kế hoạch ứng phó với bão lũ. Và đối với cái công trình đang thi công trên địa bàn thì đã yêu cầu các cái chủ đầu tư xây dựng phương án và các cái giải pháp về phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn. Trong bối cảnh khí hậu biến đổi ngày càng gay gắt, kéo theo những diễn biến phức tạp về hình thái thiên tai, bão lũ, sạt lở đất khó lường như hiện nay, thì việc chủ động xây dựng các phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai phù hợp với từng địa phương của chính quyền các cấp ở Hương Trà, kết hợp với tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó của người dân sẽ là yếu tố quan trọng góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão lũ gây ra. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo bền vững là phương châm đang được thị xã Hương Trà thực hiện hiệu quả, trong đó mặt trận các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thể hiện vai trò quan trọng với những cách làm hay, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo của thị xã trong thời gian qua. Hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Ngay từ đầu năm, các cấp hội phụ nữ ở Hương Trà rà soát, thống kê, lập danh sách các hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, xác định nguyên nhân dẫn đến hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Trong đó, ngoài hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thì thông qua các mô hình tiết kiệm do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phát động và huy động nguồn kinh phí từ các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân thiện nguyện, nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cây giống, con giống, làm sinh kế để phát triển kinh tế, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Hôm nay thì hội phụ nữ có cấp cho gia đình hộ nghèo của tôi là được 50 con gà. Cảm nghĩ của tôi thì thấy là rất tình cảm với giữa là ban chấp hành phụ nữ và các phường quận đã cho gia đình của chúng tôi một số gà để trang trải lên thêm cuộc sống. Tôi thuộc diện hộ nghèo, được sự quan tâm của mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hương Trà đã hỗ trợ cho gia đình tôi 2 con bò để phát triển chăn nuôi. Gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương, hứa sẽ chăn nuôi bò thật tốt để phát triển kinh tế và sớm thoát nghèo. Xác định giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mà hội đã đề ra. Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tiến hành ra soát, điểm lập danh sách các hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn có nhu cầu phát triển kinh tế để trao sinh kế. Và hội đã làm tốt vai trò phối hợp với ban giảm nghèo của địa phương, phối hợp với ngân hàng sách xã hội đem lại nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên. Ngoài ra, hội tập trung chỉ đạo các chi hội viên thực hiện tốt các mô hình như là ngôi nhà xanh, tiết kiệm heo đất, làm phân IMO, phân vi sinh, từ đó phát triển kinh tế đem lại thu nhập cho hội viên. Với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên luôn phát huy hiệu quả vai trò của mình, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, những việc làm cụ thể thiết thực. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã thực hiện hiệu quả mô hình tiết kiệm tự nguyện tại chỗ, mô hình con heo đất, ống tre tiết kiệm bạc hồ, điện rác thải thành quà tặng, thành học bổng và nhiều mô hình khác. Từ những mô hình này, tỉnh trong vòng 5 năm qua đã huy động được số tiền trên 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 1.000 hội viên nghèo có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Mặt trận và các đoàn thể thị xã đã trao tặng mô hình sinh kế cùng với hỗ trợ cây, con giống cho trên 80 hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng và hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn sửa chữa 385 nhà ở và xây dựng mới 20 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Hội nông dân thị xã đã triển khai hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã với mô hình thanh niên lập thân lập nghiệp qua các phong trào đã góp phần giải quyết việc làm,
tăng thu nhập cho hội viên, đoàn viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn thị xã đến nay còn 1,5%. Với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thì ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo có địa chỉ. Thì trên cơ sở đó thì các cơ sở hội của các xã phường đã ra soát rồi là thống kê, phân loại và có các cái phương thức giúp đỡ, là kết nối với các nhà hảo tâm để tặng quà cho phụ nữ nghèo, cũng như là phối hợp với là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tổ chức Food Phone cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã để mà xây dựng được 10 mái ấm tình thương với tổng kinh phí là hơn 420 triệu đồng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên ra soát rồi là đánh giá hiệu quả các cái mô hình đã giúp đỡ để mà từ đó giúp cho các chị là tiếp tục duy trì cũng như là nhân rộng, và đồng thời thì căn cứ vào cái tình hình thực tế của mỗi địa phương để mà xây dựng các cái mô hình mới nhằm huy động các cái nguồn để giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo. Rồi bên cạnh đó thì cũng là xây dựng các cái mô hình phụ nữ nghèo từ vương lên. Phải nói rằng Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đã luôn tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, vận động đoàn viên hội viên của mình tích cực và tham gia, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí, rồi hỗ trợ ngay cả ngày công lao động để giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở kiên cố. Rồi thì cũng đã tiến hành một hỗ trợ công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từ đó giúp cho người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Rồi ngay cả hỗ trợ từ nguồn vốn ngân hàng chính sách để giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện phát triển sinh kế, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, trồng trọt các loại cây con. Thế thì thông qua các hoạt động đó thì đã giúp cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sức dân để chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình hay, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể đã và đang làm chỗ dựa vững chắc cho nhiều gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.